Tỉnh Cao Bằng đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng biên giới năm 1950 và giải phóng Cao Bằng. Tham dự lễ kỷ niệm có Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển, đồng chí Hà Ngọc Chiến, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội cùng đại diện lãnh đạo các ban, bộ ngành trung ương và địa phương. Đồng chí Phùng Quốc Hiển chúc mừng ghi nhận biểu dương những thành quả to lớn và những đóng góp của nhân dân Cao Bằng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc sau 70 năm giải phóng. Đồng thời đề nghị Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh vận dụng sáng tạo những bài học lịch sử, tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, sớm đưa Cao Bằng trở thành tỉnh phát triển trong các tỉnh miền núi phía Bắc. Tại lễ kỷ niệm, lãnh đạo tỉnh đã trao huy hiệu vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Cao Bằng cho cá nhân có nhiều đóng góp trong quá trình xây dựng và phát triển.